Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay mọi người đi chơi với mình nha. Thì hôm nay là thứ bảy, nhưng mà cuối tuần này là cuối tuần cuối cùng của mình trước khi mà mình bắt đầu học kỳ mới, thì coi như là đốt hè. Nhưng mà tại vì corona cho nên là tụi mình sẽ không có đi đâu xa được hết, mà tụi mình chỉ đi uống cà phê. Đây là cũng là lần đầu tiên mình đi luôn, mình mới search nó trên mạng thôi. Thì mọi người đi chung với mình nha. Bây giờ là cuối tháng 8. Cũng cuối cuối mùa hè đó mọi người, cho nên là trời nó đỡ nực hơn, nó đỡ hầm hơn thì dễ chịu hơn một chút, mình có thể ra ngoài chơi nhiều hơn. Nhưng mà nó mưa suốt à, nguyên một ngày hôm nay nó mưa suốt luôn á. Trời ơi, ông chồng mình quên chìa khóa nữa. What happened? Okay. Oh, không á. À, quên thẻ. Chồng mình quên thẻ cho nên mình sẽ vô xe ngồi trước nha. Để nói tiếp, nguyên một ngày hôm nay á, là coi thời báo dự tiết thời dự báo thời tiết coi dự báo thời tiết á, thì nó nói là mưa nguyên một ngày luôn. Lúc mà mình ngủ dậy mình thấy trời mưa lắm, mưa từ lúc là 5 giờ mấy sáng tới bây giờ là 3 giờ chiều nó mới hết đó mọi người, nó mới vừa ngưng luôn á, là mình tranh thủ mình ra ngoài liền. Trời ơi, không biết bấm cái nút nào luôn á trời. Này hả? Phải không? À đúng rồi. Đúng là nhà quê. Bình thường mình đâu có xài đâu. Đóng cửa vô. Hôm qua mình mới lên mạng, mình tìm được cái quán cà phê mà chuẩn bị đi với mọi người. Nó cách nhà mình hơn 30 phút, đi hơi xa xa một chút ha. Nhưng mà tại vì cuối tuần này là đi chơi lớn cho nên là thôi kệ. Chồng mình xuất hiện. Nhưng bị nổ cục mụn nè mọi người. I didn't see that. Tại vì bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều mà hồi nãy á, buổi trưa là tụi mình đã ăn cơm ở nhà trước rồi. Cho nên là bây giờ mình đi thẳng tới quán cà phê luôn. Nhưng mà hồi nãy ăn ít lắm mọi người, tại vì hồi nữa phải để dành ăn phê thịt nướng nữa. Không dám ăn nhiều, mỗi lần mình đi cà phê là no căng luôn á, không có ăn tối được luôn á, cho nên nó hồi nãy đâu dám ăn nhiều đâu. Rồi bây giờ đi uống cà phê, sau đó buổi tối đi ăn. Một tuần ăn uống cực khổ rồi, bây giờ mình phải hưởng thụ đúng không mọi người? Mình đó là mình nguyên một tuần thì mình sẽ cố gắng ăn uống coi như là ăn uống đàng hoàng một chút, không có ăn nhiều nữa. Nhưng mà cuối tuần á thì mình sẽ uống cà phê. Nhưng mà không sao đâu, mình có nghĩa là phải thoải mái một chút thì mới đạt được mục tiêu sớm mọi người ơi. Chứ lúc nào mình cũng nghĩ là mình đang ăn kiêng rồi phải khổ tâm, tại vì mình cũng đã trải qua cái thời gian đó rồi á, cho nên nhưng mà cuối cùng không có được gì hết trơn á. Cho nên là mình biết được á là tinh thần mà thoải mái á thì sẽ đạt được, dễ đạt được mục tiêu hơn, nhưng mà không phải là thoải mái quá nha, thoải mái vừa phải thôi. Nói chung là cũng phải biết điểm dừng. Đang nắng chang chang tự nhiên trời nó âm u lại, thời tiết này dễ bị bệnh lắm luôn á. Gần tới rồi nha mọi người. Không biết có chỗ đậu xe không nữa. À đây nè, đây nè, đây nè. Tới rồi nha mọi người. Parking. Hôm qua ở đây nó có chỗ đậu xe cho mình. Vô. Đỡ phải đi kiếm. Tại vì đường nó cũng chật á mọi người, kiếm cực lắm luôn. Ở ngoài đẹp không mọi người? Bây giờ đi vô nha. Trong lúc chờ nước thì mình mời mọi người coi một cái video nhỏ mình quay được ở đây nha. Thank you.
đi hai người rồi hai ly nước, mình kêu một ly matcha latte có cái kem với lại có đậu đỏ và một ly trà sữa. Bình thường chồng mình sẽ uống cà phê chứ chồng mình không có thích uống mấy cái đồ ngọt này đâu, nhưng mà tại vì mình á không có uống được cà phê đắng nên chồng mình kêu hai ly đồ ngọt coi như là mình uống được hết. Mùi lạ lắm luôn á. Cái cục kem này nó ngon lắm mọi người, nó không có bị ngọt. Uống với sữa matcha là bao hợp luôn. Nhưng chỉ có điều á là tại vì cái đậu đỏ người ta sên với đường á, cho nên là làm cái ly này lúc cuối mình uống nó siêu ngọt luôn. Với trà sữa thì mình thích uống trà sữa ở Việt Nam hơn là ở Hàn Quốc, tại mình thích trà sữa kiểu đậm đà, còn ở Hàn Quốc thì người ta pha hơi lạc. Với lại trong quán cà phê mà bán trà sữa là thường không có chân châu mọi người ơi, mình ghiền chân châu lắm. Đây là con mèo dễ dãi nhất mà mình từng gặp á, kêu nó là nó lại liền. Tụi mình vừa ra khỏi quán là nó mưa luôn á mọi người, nhưng mà hên là hồi nãy anh chồng mình có ra cầm theo cây dù. Bây giờ tụi mình đã chui vô xe rồi và chuẩn bị đi ăn tối nha mọi người. Mọi người biết mình ăn gì rồi ha. Mình sẽ ăn quán thịt nướng không giới hạn gần nhà mình. Thì cái quán đó mình thấy lâu rồi nhưng mà bây giờ mới ăn. Tự nhiên mới tăng là cái gì? Ngộ lắm mọi người, mình tưởng nó mình sẽ no nhưng mà tự nhiên nó đói. Chắc tại vì buổi trưa mình ăn ít á, cho nên bây giờ mình cảm thấy đói là đi ăn là vừa luôn. Tại vì đó là quán không giới hạn mà, nếu mà mình no quá mình ăn mình lỗ sao đúng không? Cho nên là mình sẽ cố gắng để bụng đói để tới đó ăn. Ăn thiệt là nhiều thịt luôn để cho nó mập lên. Tới rồi mọi người ơi. Mình sẽ đậu xe ở đây nha. Ở chỗ gần nhà mình nó không có mưa, nhưng mà chắc tí nó cũng mưa. Mọi người nhìn kìa, nó đang xì lì luôn. Đó mọi người, cái chỗ đèn sáng đó đó. Trời ơi, nhìn cái bầu trời nó đen xì luôn kìa, thấy ghê không? Mình chỉ được ăn trong cái thời gian này thôi nha mọi người, 1 tiếng 40 phút. Siêu no luôn á. Cái mặt mình đỏ là tại vì nó nóng quá mọi người. Cái hơi á nó bốc lên nó nóng. Mặc dù là chưa hết chưa tới 1 tiếng 40 phút đâu, nhưng mà nó quá là no với lại nó hơi ngán á, tại vì nó hơi ngọt nha. Và cái video tới đây là sẽ kết thúc nha mọi người. Tại vì mình ăn xong thì mình cũng sẽ về thôi. Cảm ơn mọi người đã đi với mình ngày hôm nay. Tuần sau mình sẽ bắt đầu một cái học kỳ mới, thì hy vọng là sẽ update nhiều thứ cho mọi người xem hơn. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Tự nhiên trăng hôm đó sáng quá cho nên quay cho mọi người xem. Chào tạm biệt mọi người. Mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha.
Bye bye.